Chào các đồng chí và các bạn. Chuyên mục hôm nay được mở đầu bằng những phần tin chính sau đây. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên. Công an tỉnh thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại kho nhiên liệu cụm cảng hàng không Liên Khương. 17 năm tù giam cho đối tượng giết người tình. Cuối chuyên mục là phóng sự nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ và trung tâm thương mại. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Ngày 2 tháng 10, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn cho các cán bộ là bí thư, phó bí thư và ủy viên ban chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn, nâng cao kiến thức chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách và phương pháp tổ chức các hoạt động đoàn, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho đội ngũ cán bộ đoàn trong thời gian tới. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được trao đổi những nội dung xoay quanh kỹ năng thuyết trình giao tiếp trước đám đông, kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng ứng xử khi tham gia các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế, kỹ thuật trình bày văn bản của đoàn, một số kỹ năng công tác văn phòng, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ các cơ sở đoàn gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh vừa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ nhân viên và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Lâm Đồng. Đại diện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã truyền tải những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình cháy nổ xảy ra trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nội dung luật phòng cháy chữa cháy, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy, các nghị định thông tư của Chính phủ và Bộ Công an cùng một số kiến thức cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, trong 2 ngày tập huấn, lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Lâm Đồng còn được hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cán bộ, viên chức và người lao động đang làm việc tại cơ sở, quy trình cứu chữa một vụ cháy và hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn, cách xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra. Việc tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy đến với cơ sở là việc làm cần thiết và quan trọng, được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh duy trì thường xuyên để nâng cao nhận thức của đội ngũ công nhân, người lao động, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, kịp thời xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Vừa qua, tại Ủy ban Nhân dân phường 5 thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2018. Sau khi nghe báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2018 và nêu ra những tồn tại thiếu sót của lực lượng công an khi thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính tại hội nghị, đã có 7 ý kiến tham gia góp ý thẳng thắn đối với lực lượng công an. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào những vấn đề về ý thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức của lực lượng công an trong tham gia giải quyết tình hình về an ninh chính trị và an ninh trật tự tại cơ sở. Các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Đà Lạt đã thẳng thắn tiếp thu và nhận thức rõ hơn về những tồn tại hạn chế của mình. Từ đó có biện pháp nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân trong thời gian tiếp theo. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vừa tổ chức với trại giam Đại Bình chương trình giao lưu Thắp sáng ước mơ Hoàng Lương năm 2018. Chương trình gồm 4 nội dung: giáo dục kỹ năng sống cho phạm nhân, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, giao lưu bóng đá, bóng chuyền và văn nghệ với các phạm nhân. Đặc biệt, nội dung giáo dục kỹ năng sống lần đầu tiên được tổ chức nhằm trang bị cho các phạm nhân một số kiến thức cần thiết về kỹ năng sống trong quá trình chấp hành án phạt tù, giúp phạm nhân an tâm tư tưởng, tích cực học tập, cải tạo, tiến bộ, sớm trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giao lưu, thể thao, văn nghệ còn thể hiện sự quan tâm của các tổ chức xã hội đối với các phạm nhân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp cho các phạm nhân xóa bớt mặc cảm, tự ti, cải tạo, tiến bộ để sớm hoàn lương, trở về sum họp với gia đình. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Ngân hàng Agribank chi nhánh Lộc Thành, huyện Bảo Lâm cũng đã trao 47 suất quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, cải tạo tốt. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh vừa phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiên liệu hàng không Việt Nam Skybit chi nhánh tỉnh Lâm Đồng thực tập phương án xử lý tình huống cháy nổ tại kho nhiên liệu hàng không khu vực sân bay Liên Khương. Tình huống giả định tại bể chứa dầu ZA1 là nơi tiếp nhận, bồn chứa và xuất dầu cho máy bay tại cảng hàng không Liên Khương đã xảy ra cháy.
Sau khi phát hiện lực lượng chữa cháy tại chỗ đã tập trung phương tiện, dùng các ống lăn phun bọt làm giảm nhiệt độ vùng cháy, triển khai phun nước làm mát các bể chứa xăng dầu, ngăn ngừa không để phát sinh nguồn nhiệt có thể gây cháy, nổ các bể chứa và khu vực lân cận. Đồng thời báo cáo hỗ trợ từ lực lượng chữa cháy cảng hàng không Liên Khương và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh. Sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đã điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ lực lượng tại chỗ xử lý đám cháy. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, sự chủ động của lực lượng chữa cháy cơ sở, sau 30 phút, đám cháy đã được dập tắt, đảm bảo an toàn về người và tài sản, đảm bảo đạt chuẩn các tiêu chí an toàn và kỹ thuật trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an thành phố Đà Lạt vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Dân, sinh năm 1980, trú tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 14 tháng 9, ông Nguyễn Văn Úc, tức Thích Thiện Đạt, trú tại chùa Như Lai, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cùng đoàn Phật tử đến thành phố Đà Lạt làm từ thiện. Trong quá trình ông Út ngồi uống cà phê thì Dân tới tiếp cận, tự xưng là chủ quán cà phê, đồng thời giới thiệu mình là phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lâm Đồng, có mối quan hệ rộng trong và ngoài tỉnh. Dân đề nghị ông Út hỗ trợ 150 triệu đồng để đầu tư làm ăn. Đến ngày 17 tháng 9, Dân tiếp tục gọi điện thoại, livestream lừa ông Út chuyển 60 triệu đồng cho mình qua tài khoản ngân hàng, đồng thời tiến hành rút ngay 40 triệu đồng trả nợ cho bạn và tiêu xài cá nhân. Nghi ngờ bị lừa, ông Út đã trình báo lên cơ quan chức năng. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ từ lời khai của bị hại, người làm chứng, Dân đã khai toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Công an huyện Bảo Lâm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Quốc Cường, sinh năm 1993, trú tại xã Xuân Trung, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 18 tháng 9, tại nhà nghỉ Hoàng Hảo ở tổ 7 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Công an huyện Bảo Lâm đã bắt quả tang Cường đang tàn trữ 41 gói và một cục chất màu trắng. Kết quả giám định xác định loại chất bột mà Cường tàn trữ là heroin. Qua đấu tranh, Cường khai nhận bản thân nghiện ma túy hơn một năm nay, thường xuyên mua heroin từ thành phố Hồ Chí Minh về để sử dụng và một phần bán lại cho bạn bè. Thời điểm bị bắt quả tang tại phòng nghỉ của Cường có hai người bạn là Thúy và Dũng, cũng là con nghiện ma túy. Hai người này vừa mua heroin của Cường để sử dụng. Được biết, Cường vừa đi cai nghiện tự nguyện về nhưng lại tái nghiện. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Quốc Cường, 37 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về tội giết người. Mặc dù đã có vợ con tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhưng khi lên làm nấu bếp tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Cường đã làm quen và chung sống với chị Lê Thị Mai khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2017. Sau khi đi uống rượu về, Cường và chị Mai xảy ra mâu thuẫn và chị Mai đã đập vỡ chiếc điện thoại của Cường. Cường đã lấy con dao cán gỗ dài 31cm chém một nhát vào cổ chị Mai, sau đó dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ làm chị Mai tử vong tại chỗ do trụy tim mạch cấp. Sau đó Cường khóa trái cửa cố thủ trong nhà, buộc lực lượng công an phải phá cửa khống chế bắt giữ Cường. Xét thấy hành vi của Cường đã xâm hại đến tính mạng của người khác và gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Cường 17 năm tù giam, buộc Cường phải bồi thường cho gia đình người bị hại trên 160 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Được biết, năm 2002, Cường bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xử phạt 5 năm tù giam về tội cướp giật tài sản. Thông báo tìm người bị tố giác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng hiện đang tiếp nhận hồ sơ vụ án vợ chồng Bùi Thị Kim Thuyên, sinh năm 1979, và chồng là Nguyễn Đình Lạc, sinh năm 1980, tại thôn Cầu Sắc, xã Tu Cha, huyện Đơn Dương, có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, vợ chồng Lạc và Thuyên đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 5 năm 2018. Hiện vợ chồng Lạc và Thuyên đang ở đâu, có trách nhiệm liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để làm việc. Mọi chi tiết liên hệ theo địa chỉ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, số 10 Trần Bình Trọng, phường 5, thành phố Đà Lạt. Điện thoại số 02633 822097.
Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay tình trạng cháy nổ diễn ra hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng con người, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống an sinh xã hội. Do vậy, công tác phòng cháy chữa cháy chiếm vị trí rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại, nhất là tại các khu chợ và trung tâm thương mại. Đây là những nơi thường kinh doanh và chứa những mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Nhân dịp 57 năm ngày truyền thống của lực lượng phòng cháy chữa cháy và 17 năm ngày hội toàn dân phòng cháy chữa cháy, nhóm phóng viên chuyên mục An ninh Lâm Đồng ghi nhận tình hình công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ và trung tâm thương mại. Được xem là một trong những trung tâm thương mại đầu mối lưu thông, phân phối hàng hóa lớn nhất của tỉnh, chợ Đà Lạt đang khai thác hơn 900 quầy sạp ở 12 ngành hàng với hơn 800 hộ kinh doanh. Xác định công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong những năm qua, Ban Quản lý chợ Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phòng ngừa cháy nổ một cách hiệu quả. Hiện nay, cơ sở trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy luôn được chợ Đà Lạt quan tâm đầu tư mua sắm, sửa chữa định kỳ. Trong đó đang tiến hành lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động, đầu tư sửa chữa hệ thống điện tại khu B theo thiết kế đã được phê duyệt. Tăng cường tuyên truyền đối với các hộ tiểu thương là sử dụng điện đúng theo quy trình, vi phạm đã quy định trong nội quy của ban quản lý chợ. Ngoài ra thì cái công tác thường xuyên kiểm tra đó, thì hàng tuần như vậy là vào tối thứ 3, 5 và 7 thì chúng tôi cho anh em thực tập công tác kiểm tra các phương tiện dụng cụ, đặc biệt là máy móc, để làm sao khi có sự cố xảy ra thì hoạt động nó được tốt hơn. Với 16.000 m2, Trung tâm Thương mại Bixi Đà Lạt hiện đang trực tiếp khai thác và cho thuê 55 gian hàng kinh doanh đối với nhiều ngành hàng khác nhau, cũng là một trong những địa điểm tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ. Do vậy, ngoài các yếu tố khác, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Ngay từ khi xây dựng, đơn vị chủ quản đã quan tâm đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tương đối hoàn thiện, với hệ thống bể chứa và cung cấp nước trữ lượng lớn, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường, trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy các loại theo quy định, bố trí các trụ nước chữa cháy phù hợp, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Chẳng như là vô tình có báo động hoặc gì, tất cả mọi người hoặc an ninh bảo vệ có thể tới đây kịp thời để phòng cháy chữa cháy cho mọi người, hoặc có khói gì lên, an ninh cũng có kịp thời để chứa phòng cháy chữa cháy cho cái taxi mình luôn. Đối với đơn vị quản lý chợ Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, từ nhiều năm qua, việc củng cố đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy được thực hiện tương đối hoàn chỉnh. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo các bộ phận làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy như duy trì kiểm tra hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, tăng cường công tác bảo vệ, kiểm tra hàng hóa, kiểm tra an toàn hệ thống điện, hệ thống lăng, vòi phun cho công tác phòng cháy chữa cháy. Thì đơn vị cũng đầu tư được các trang thiết bị đầy đủ để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ. Hàng quý thì được sự hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thì ban quản lý chợ sẽ bổ sung hồ sơ các cái trang thiết bị còn thiếu theo hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Thì hiện tại và ban quản lý chợ là có 3 khu, là khu A, khu B và khu C, được bố trí là nhân viên trực trên 24/24, là gồm 27 đội viên thường xuyên được tập huấn các kiến thức về phòng cháy chữa cháy theo quy định của Bộ Công an cũng như hướng dẫn của Công an tỉnh. Để chủ động đảm bảo an toàn cháy nổ nói chung và phòng cháy chữa cháy tại khu vực chợ, trung tâm thương mại nói riêng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tục ban hành kế hoạch tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng mở các đợt cao điểm kiểm tra đồng loạt các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng đến những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, đồng thời thường xuyên mở các lớp tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy cho lực lượng cơ sở. Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy cũng đã xây dựng các cái kế hoạch để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy cháy, trong đó bao gồm những công việc như là tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhân dân, rồi các cơ sở chấp hành tốt các cái quy định, chấp hành tốt các cái yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời tổ chức đảm bảo cái lực lượng phòng cháy cháy cơ sở hoạt động tốt, cũng như tổ chức tiến hành tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên, cho cơ sở và tổ chức huấn luyện
cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở rồi lực lượng phòng cháy cháy dân phòng. Theo số liệu thống kê cho thấy, số vụ cháy chợ và trung tâm thương mại chỉ chiếm 1,24% tổng số vụ cháy, nhưng thiệt hại chiếm tới 23,8% tổng thiệt hại do cháy gây ra. Để khắc phục những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy tại trung tâm thương mại và các chợ trên địa bàn, từ phương châm 4 tại chỗ, thì các cấp, các ngành, đoàn thể cần phải tích cực vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng công tác phòng cháy chữa cháy. Chủ động phòng cháy, tích cực chữa cháy là biện pháp và hành động tích cực kiềm chế tình hình phức tạp, giảm thiệt hại về tài sản, tính mạng do cháy nổ gây ra. Những hình ảnh của phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!